Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại sự kiện của ban nhạc Picnic ở nhà hát Krokus City Hall ở Moscow mới đây, nhiều video đã được những nhân chứng đăng lên mạng xã hội tối hôm ngày 22 tháng 3. Những kẻ tấn công được cho là đã đốt tòa nhà, trong khi các nhân chứng cũng cho biết họ nghe thấy tiếng nổ bên trong trung tâm thương mại. Âm thanh được nghe thấy trong một video ngay sau khi vụ nổ súng bắt đầu. Họ đốt hội trường, họ đốt hội trường, họ đang dùng súng trường tấn công. Một người đàn ông cho biết những kẻ tấn công đã xông vào phòng hòa nhạc và ngay lập tức nổ súng vào những hàng ghế đầu tiên chật kín người. Những người bên trong cố gắng trốn thoát nhưng những kẻ tấn công đã chặn các hành lang của tòa nhà. Một cô gái đau khổ khác kể lại rằng khi vụ nổ súng bắt đầu, cô nhìn thấy mọi người bỏ chạy, theo sau là những kẻ tấn công. Tôi chạy vào phòng tắm, một vụ dẫm đạp bắt đầu từ đó. Nó thật khủng khiếp. Ở đó rất đáng sợ. Trên thực tế, không thể nhìn thấy gì bên trong vì khói. Krokus City là một trung tâm mua sắm và địa điểm âm nhạc lớn ở phía tây bắc thủ đô Nga. Ước tính khoảng hơn 6.000 người có mặt tại nhà hát Krokus City Hall khi buổi hòa nhạc của ban nhạc rock Picnic đã bán hết vé. Theo cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB, ngoài ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tấn công, đây là một trong những vụ tấn công khủng bố gây thương vong nặng nề nhất tại Nga suốt hàng chục năm qua. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết, các đơn vị cứu hỏa và cứu hộ đang hoạt động khẩn trương để sơ tán người dân và khống chế ngọn lửa. Cơ quan này cho biết khoảng 13.000 m2 của tòa nhà 7 tầng, khoảng 1/3 toàn bộ diện tích sàn đã bị ngọn lửa nhấn chìm. Trực thăng đã thả khoảng 160 tấn nước xuống tòa nhà để dập lửa. Các cơ quan chức năng của Nga cũng đã mở ngay một cuộc điều tra về vụ việc. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cộng đồng thế giới đã đồng loạt lên án. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stephen Duzaric cho biết Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án vụ tấn công khủng bố bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất. Trước đó, đích thân ông Guterres cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, người dân và chính phủ Nga. Ông chúc những người bị thương nhanh chóng hồi phục. Mỹ, Liên minh châu Âu EU và nhiều nước châu Âu cũng lên án vụ tấn công đẫm máu tại Moscow. Nhà Trắng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và cho biết đang cố gắng thu thập thêm thông tin. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói, tâm trí của chúng tôi hướng về các nạn nhân của vụ tấn công khủng khiếp này. Những hình ảnh thật khủng khiếp và khó xem. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italia Giorgia Meloni lên án vụ tấn công khủng bố bằng những ngôn từ mạnh mẽ và cho rằng hành động hạ sát người dân vô tội ở Moscow là không thể chấp nhận được. Trong khi đó, một số nước châu Mỹ như Mexico, Argentina, Brazil, Chile, Colombia và Bolivia bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và nhân dân Nga. Bộ Ngoại giao Argentina cũng ra thông cáo phản đối vụ tấn công khủng bố tại trung tâm Krokus City Hall. Thông cáo nhấn mạnh Argentina lên án mạnh mẽ và phản đối vụ tấn công khủng bố, đồng thời chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân và mong muốn những người bị thương sẽ nhanh chóng hồi phục. Trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Mexico SRE nêu rõ nước này cực lực phản đối mọi hành động bạo lực nhằm vào người dân vô tội, tuyên bố nêu rõ vụ tấn công là hành động khủng bố man dợ. Mexico muốn thể hiện tình đoàn kết và sẵn sàng hỗ trợ Nga. Chính phủ Brazil và Chile cũng cực lực lên án vụ tấn công và bày tỏ tình đoàn kết với gia đình các nạn nhân ở Nga. Bộ Ngoại giao Brazil cho biết trong số các nạn nhân không có công dân nước này. Tổng thống Colombia Gustavo Petro cầu mong hòa bình cho các dân tộc Slav và cho thế giới. Tổng thống Bolivia Luis Arce bày tỏ tình đoàn kết và chia buồn với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người dân Nga và gia đình các nạn nhân. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng lên tiếng phản đối vụ tấn công thảm khốc. Theo tờ New York Times của Mỹ, trước đó, các quan chức chống khủng bố của nước này đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công tại Nga. Từ tháng 3, Mỹ đã thu thập được thông tin tình báo nói rằng nhà nước Hồi giáo Khorasan, còn gọi là ISISK, một chi nhánh của nhóm có trụ sở tại Afghanistan, đã hoạt động tại Nga trong thời gian qua và lên kế hoạch tấn công ở nước này. Ngoài cảnh báo công khai, các quan chức tình báo Mỹ cũng đã thông báo riêng với giới chức Nga về một cuộc tấn công tiềm tàng có thể xảy ra.